Thưa quý khán giả, xác định thu nhập là tiêu chí khó và quan trọng để hoàn thành các tiêu chí khác trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phù hợp với thổ nhưỡng của từng khu vực tại các ấp, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Suida is a rural commune with the majority of households relying on agricultural production. The total annual crop area in the locality is about 4,000 hectares, in which there are crops as the key strength for the local economic development, such as cassava, rubber, custard, apple. In order to enhance the production value of various crops, the agricultural sectors of the Nen province and the authorities of Suida commune have actively supported farmers to build and develop production models for meeting Vietgap standards. Currently, over 100 hectares of lands have been certified Vietgap standards in the whole province, of which the areas of custard apple trees are over 50 hectares, green pomelo trees are over 30 hectares. The models of agricultural production with high-tech application in the commune are currently promoting the effectiveness. Many models have been widely replicated, contributing to the conversion of crop structure and establishment of concentrated production areas towards a clean agriculture linked with commodity production trends, creating a breakthrough in productivity, quality of agricultural products, gradually rising income, improving the lives of farmers, considering it as one of the focus motivations for social economic development in association with building the new rural areas. Sản xuất theo truyền thống từ nào tới bây giờ đó thì cái tệ nạn ruồi vàng sau khi trái nó bị chín, đặc biệt vào cái mùa mưa thì cái trường hợp thùi ruồi vàng đục để mà dẫn tới cái trái bị có dòi đó là điều thường bị xảy ra. Còn nếu làm quy trình Vietgap gáp đúng quy trình như thế này thì đặc biệt cái là loại bỏ được cái vấn đề này. Trước đây thì bà con làm theo truyền thống thì tất cả những cái loại cây trồng thì thường thường sử dụng thuốc hóa chất nhiều, có nghĩa là sử dụng thuốc nhiều, rồi cái biện pháp bón phân cũng vậy, có nghĩa là phân hữu cơ, đặc biệt phân hữu cơ không có đưa qua để mà ủ hoài mục. Do đó mà hiện nay thì qua cái mình đưa nông dân vô một cái tổ nhóm hội nghề nghiệp rồi đưa lên cái quy trình để sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật thì người dân biết tự ủ phân rồi giảm đi bệnh, hạn chế đi thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, mà chủ yếu tập trung những thuốc có nguồn gốc sinh học để mà giảm đi cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm mình làm ra. Thì từ đó thì so sánh đối chứng hiện nay thì cái mức đầu tư giảm từ 20% trở lên so với những cái trước đây người dân làm theo cái truyền thống. Khi mà mình thực hiện cái mô hình Vietgap á, thì cái giá trị hầu như là chưa có được chú ý đến về cái chất lượng người dân, chủ yếu là mỗi người là một cái phương thức và mỗi người tìm một cái cách sản xuất như thế nào đó để cho nó có cái hiệu quả cao. Nhưng mà từ khi mà có cái mô hình Vietgap thì mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Ví dụ như khi mà trước khi Vietgap, mỗi một hộ dân bình quân là một ha là chỉ có lãi từ 3 đến 50 ha. Nhưng mà từ khi chúng tôi tham gia mô hình Vietgap này, có cái sự hỗ trợ từ nguồn đầu vào về cái phương tiện chăm sóc và hỗ trợ cái đầu ra. Do đó cái mô hình mà lợi nhuận chúng tôi là có một ha có thể là chúng tôi đạt được từ 7 đến 80 triệu trên một ha. From the reality that most of people live in the commune rely on small-scale agricultural production, Suida commune has also focused on strengthening the economic development, converting crops and animal husbandry structure towards commodity production, except for investing in essential infrastructure. The development of fruit trees in Suida commune has been considered as one of the long-term solutions for people to have a sustainable income. It has planned to develop fruit tree growing areas such as custard apple trees in Phước Lợi 1 and Phước Lợi 2 hamlets, green pomelo trees in Phước Bình hamlet. Currently, the fruit trees have brought stable income for people in the locality and become the key crops in the economic development.
With the determination of enhancing the land use coefficient, savaging on land fund for agricultural production, helping people improve their quality of life, reducing poverty, the commune has focused on propagandizing and encouraging people to strengthen the application of technical science, taking the new route tolerant crop varieties with high productivity and output into production. Every year, it sets up a production plan, specific goals for economic development, actively coordinating with the Department of Agriculture and Rural Development and the Agricultural Extension Station of Yumenzhou District to organize training courses on technology transfer for farmers. In recent years, a lot of areas of two-season crop rice production have not been affected due to the impact of prolonged dry weather. Therefore, the party committee and the authorities of Suida Commune have made policies and directions for people to convert the inefficient rice land to cultivate new crops with higher productivity and economic efficiency, suggests Green Pomelo Bambusos. Mr. Lemon Fong's family living in Tengden Chu Hamlet is one of the households that has effectively implemented the model of crop conversion. Previously, Mr. Fong cultivated a rice crop, a cassava crop, on more than 1 hectare of agricultural land for every year, but the economic efficiency was not much. In 2017, Mr. Fong boldly converted to grow seedless lemon trees. This model has initially gained satisfactory results. Nhà gia đình thiếu trồng mì khoảng 10 năm này thấy hiệu quả nó cũng trung bình với lại thấp, không có ấy rồi mình mới chuyển đổi qua cây chanh. Thì trồng mì thì có năm thì cũng được khoảng thu nhập khoảng vài chục, 20, 30 gì đó. Còn chanh thì từ hồi chuyển trồng chanh tới giờ thì nói chung thu nhập ổn định hơn, cao hơn. Nếu mà một mẫu thì mình trừ chi phí thì khoảng một năm khoảng kiếm từ 80 triệu. Also one of the born household in conversion of crop cultivating structure, Mr. Võ Nguyên Vũ living in Tân Định Hamlet. Also one of the born household in conversion of crop cultivating structure, Mr. Võ Nguyên Vũ living in Tân Định Quan Hamlet took mulberry trees to plant on his family's nearly 1 hectare of cassava cultivation. Mulberry is a new kind of tree and not planted so much in Tân Định province. However, when it has been planted in Suida Commune, this tree has been grown very well with a good rootiness, not inferior to other regions with cold climate such as Đà Lạt and Northern provinces. Especially this tree produces fruit on year, and every year it can averagely harvest about 5 batches of fruits. Dâu thì mình trồng là khoảng 8 tháng đến 1 năm là bắt đầu là nó cho ra trái rồi. Ví dụ vườn xung quanh đây là khoảng tròn năm là đây là đợt trái thứ hai rồi đó. Dâu thì mình bán dâu tươi thì khoảng 60.000 ký, nó là gần như công suất là không đủ bán. Nó và đặc biệt là nó làm thêm rất là nhiều sản phẩm như rượu dâu, mứt dâu, nước cốt dâu, da ua sinh tố dâu. Về thu nhập thì bây giờ mình bán dâu tươi á, thì tầm cái đợt vừa rồi chắc là được đâu khoảng 20-30 triệu gì đó. Nó chưa kể là những cái sản phẩm mà thành phẩm của mình sắp tới ra như là rượu dâu, mứt dâu. Qua cái triển khai những cái mô hình mới hiện nay thì về thứ nhất là chúng tôi đang vận động bà con áp dụng những cái biện pháp trồng thực hành tốt về nông nghiệp á, có nghĩa là áp dụng cái chương trình Việt Gáp kết hợp với hội nông dân tôi phối hợp với các cơ quan chức năng về như bảo vệ thực vật, phiên nông, các nhà khoa học thì hướng dẫn bà con và chuyển giao những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để mà cho bà con làm ra những sản phẩm sạch đạt tiêu chuẩn, có thể là sử dụng trong nước và có khả năng là tiến tới xa hơn là để xuất khẩu, để làm thế nào để tăng cái lợi nhuận cho bà con để mà từng bước ổn định cái cuộc sống của người dân. Starting the new rural construction with a low growth of economy, the implementation of criteria for local income faced difficulty. However, with the motto of new rural area must be new from people's income, Suida Commune has mobilized the entire political system. By May 2020, Suida Commune Yumenzhou District has reached 11 out of 19 criteria of building new rural areas. The rate of poor household reduced to 3.1%, according to the Central Multidimensional Poverty Line. Currently, the average income per capita of the commune is nearly 48 million Vietnam đồng per year.
when people's income is improved, the completion of the remaining criteria in implementing new rural construction will be much easier.